những sự kiện xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, đấy là những bài học mà chúng ta phải học. Khi chúng ta học thì chúng ta mới tốt nghiệp được. Khi chúng ta buông được thì chúng ta mới tốt nghiệp được. Còn nếu không, chúng ta sẽ bị tái hiện, tái hiện, tái hiện. Cho đến khi ta đau quá, không chịu được được nữa, ta phải thay đổi đấy. Ai là thầy giáo? Những người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta. Các anh chị comment đi ạ. Những người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta, chồng ta, con ta, vợ ta, bố mẹ ta, anh chị em ruột thịt, đối tác của ta, nhân viên của ta, sếp của ta, đồng nghiệp của ta, những người ta giao lưu với họ trong cuộc đời này, tất cả đều là thầy của ta. Thầy của ta. Các anh chị, bao nhiêu các anh chị đã từng xem phim Tôn Ngộ Không? Ngày xưa cứ mỗi hôm mà được xem phim Tôn Ngộ Không là cô Lanh sướng lắm luôn ấy. Tôn Ngộ Không, thầy trò Đường Tăng, đúng không ạ? Tại sao lại là Ngộ Không? Rảnh rảnh tí cô Lanh phân tích cho các anh chị nghe nhé. Ngộ Không là ngộ ra cái tính không của sự vật, sự việc đấy các anh chị ạ. Mà khi chúng ta ngộ ra được cái tính không của sự vật, sự việc thì ta thắng rồi đấy. Nên tại sao ông ấy là Ngộ Không? Ngộ tĩnh là ngộ ra cái sự tĩnh lặng. Còn chư bát giới là bao hàm tất cả tham, sân, si, dâm, dê, đê, tiện, hết tất cả ở trong cái anh đấy hết. Tại sao có gậy như ý? Như ý, muốn thì sẽ được. Muốn thì sẽ được, chính là gậy như ý đấy các anh chị ạ. Nó đều là tâm thức của con người hết đấy. Thế thì nó giống như này, tại sao Quan Thế Âm Bồ Tát không đến nước đường để mà thổi vù một cái đưa luôn cho sư phụ cả một cái đống kinh đấy, để ông ấy đỡ phải đi lại vất vả sang tận Tây Trúc thỉnh kinh, đúng không ạ? Tại sao Bồ Tát không đưa cho ông ấy đi luôn cái đống kinh đấy? Đây, ngài rất là tuyệt vời đấy, bây giờ tôi cung cấp cho ngài cả một cái đống kinh đây này, và ngài đọc để hướng dẫn chúng sinh. Thế thì có đỡ phải đi không? Đúng không các anh chị? Nhưng mà không. Bởi vì cái tầm của sư phụ lúc đấy nó thế này. Ông ấy đã rất tuyệt vời rồi nhưng nó thế này. Và nếu mà cái tầm thế này thì không thể đọc được đống kinh có tầm như này. Đọc không hiểu, không ngộ được, không giác ngộ được để mà truyền cho chúng sinh. Vậy thì phải nâng tầm sư phụ lên đến cái tầm này. Thế thì từ cái tầm này lên cái tầm này thì Bồ Tát đã đo rồi, Phật Tổ đã đo rồi, phải trải qua 81 kiếp nạn. Đấy là 81 bài học, 81 bài học, 81 kiếp nạn. Và qua mỗi một kiếp nạn, mỗi một bài học thì sư phụ lại ngộ ra một bài, lần sau lại không có mắc phải nữa. Và cứ như thế nhích lên từng ngày, cứ tốt nghiệp một bài học ông ấy lại lớn hơn, tốt nghiệp một bài học ông ấy lại lớn hơn, lớn hơn, lớn hơn, lớn hơn, cho đến khi ông ấy thỉnh được kinh, đúng không ạ? Lĩnh được kinh. Thì cái tầm của ông ấy sau khi đến 81 bài học, nó đến tầm này rồi, thì ông ấy mới mang cái đống kinh này về. Và lúc đấy thì ông ấy đọc, ông ấy mới hiểu được, ông ấy ngộ được. Vì ông có tận 81 cái trải nghiệm, ông ấy hiểu được. Và lúc đấy thì ông ấy mới có thể truyền kinh cho chúng sinh được. Không phải là tự nhiên trải qua 81 kiếp nạn đấy đâu các anh chị ạ. Mà 81 kiếp nạn đấy là để tăng tầm lên. Tầm của sư phụ đang như thế này, Tôn Ngộ Không nếu không trải qua 81 kiếp nạn đấy thì cũng đâu có thể thành Phật được, Đường Tăng cũng đâu có thể thành Phật được, đúng không ạ? Phải trải qua đủ 81 kiếp nạn để mọi người đều tăng cái tầng của mình lên, và mọi người có thể lĩnh hội được cái trí tuệ ở cái tầng này. Thế thì cái cuộc đời này của chúng ta cũng được sắp xếp y chang như vậy, chẳng có gì khác cả. Cũng có những kiếp nạn chúng ta phải trải qua, đấy là những sự kiện. Tất cả những cái đấy đều là những sự kiện, những con người, những tên yêu quái ấy,
đúng không các anh chị? Thế thì bây giờ cho cô Lanh hỏi, chúng ta đã xem phim rồi, thế yêu quái là do ai biến thành đấy các anh chị? Phật tổ này, thần tiên, Bồ Tát, chính xác rồi đấy, các quan Thế Âm Bồ Tát và cả các linh thú nữa. Đúng rồi, các con vật là các linh thú đấy ạ. Các linh thú biến thành, chính xác. Và họ dàn xếp bối cảnh, đúng không ạ? Người này đóng vai này, người kia đóng vai kia. Này, vị Bồ Tát này đóng vai là mẹ của ba cô gái nhé. Vị Bồ Tát này đóng vai là cô gái, vị Bồ Tát này đóng vai cô gái, vị Bồ Tát này đóng vai cô gái nhé. Để mà cho Chư Bát Giới tốt nghiệp cái bài mê gái ấy, đúng không ạ? Là đều phải đóng vai, đóng vai, đóng vai, đóng vai. Tất cả các Bồ Tát đóng vai đấy. Vậy thì giúp cho sư phụ và giúp cho các đệ tử của sư phụ tăng cái tầng lên, khi mà học được một bài học và trải qua một kiếp nạn hay trải qua một trải nghiệm thì cái tầm mới lấy được kinh, mới xứng đáng để đọc được kinh. Các anh chị ạ, thế thì con người của chúng ta cũng thế. Chúng ta hiện hữu trong cuộc đời này để học bài học. Các anh chị, chúng ta comment điều đấy đi ạ. Chúng ta hiện hữu trong cuộc đời này để học bài học. Để học bài học, tốt nghiệp và tăng tầng. Có 7 tầng tâm thức tất cả. 1. Trẻ sơ sinh, trẻ em, người trưởng thành, người già, Bồ Tát, Phật và tầng nhất thể. Nhất thể là tầng cao nhất của chúng ta. Cái kiếp nạn của chúng ta, cái trải nghiệm của chúng ta, những người thầy vĩ đại của chúng ta là ai? Là chồng, là con, là vợ, là những người xung quanh đấy. Là những người thầy vĩ đại, họ đóng những cái vai đó trong hành trình cuộc đời này để giúp mình làm gì? Giúp mình tăng tầng lên các anh chị ạ. Giúp mình tăng tầng lên. Một sự kiện hay là một con người nào đấy đến trong cuộc đời của mình, hai cái này này, đến trong cuộc đời của bạn, nó có thể rất đau đớn. Sự kiện chẳng vui vẻ gì, nó có thể là một sự kiện buồn, nó có thể là một sự thất bại nào đấy, nhưng nó đều là sự thử thách của chúng ta, nó đến trong cuộc đời ta. Con người cũng thế. Để anh xét cho. Có những người hành xử tốt với chúng ta, nhưng cũng có những người hành xử ác độc, làm cay nghiệt, làm tổn thương chúng ta chứ. Nhưng họ đều đến với vai trò mang bài học đến trong cuộc đời chúng ta. Họ đều đến với vai trò giúp chúng ta tăng tầng, các anh chị nha. Họ đều đến với chúng ta, giúp chúng ta tăng tầng nhận thức của chúng ta đấy ạ. Tăng tầng tâm thức của chúng ta. Cô Lanh gọi là tầng tâm thức. Tăng tầng tâm thức, chứ không phải là tăng kiến thức ở trong não bộ của các anh chị đâu, mà là tăng tầng tâm thức của chúng ta. Họ đều đến với vai trò như vậy. Nhưng khi nào các anh chị học được, khi nào chúng ta học được và khi nào chúng ta không học được, bao nhiêu các anh chị biết rằng mình không biết mình đã học được hay chưa, thì chúng ta comment số 1 đi. Khi nào chúng ta học được, khi nào chúng ta mất cái bài học đấy. Đây. Khi các anh chị đổ lỗi, các anh chị sẽ đánh mất toàn bộ bài học. Nếu như các anh chị lấy chồng lấy vợ mà mình bảo là không hợp nữa, mình ly hôn, mình ly hôn trong cái sự tức giận và đổ lỗi cho người chồng đã đối xử với mình không ra gì, mình ly hôn trong cái vai nạn nhân, mình là nạn nhân ấy các anh chị ạ. Mình làm gì quá đáng đâu mà sao ông ấy đổ đốn như thế. Cho dù nha các anh chị nha, chồng có phản bội chúng ta đi, có vợ bé, vợ nhỏ, vợ to như nào đi chăng nữa, các anh chị cũng phải tốt nghiệp. Cho dù là người chồng vũ phu,
cho dù là người chồng không kiếm ra tiền, sống được thì sống mà không sống được thì biết, cho dù là người chồng lạnh nhạt, cho dù là người chồng tồi tệ như nào đi chăng nữa, các anh chị cũng phải tốt nghiệp. Làm thế nào để biết các anh chị vẫn còn dính mắc với họ? Chỉ cần hãy nghĩ đến người chồng đấy, nếu các anh chị chưa bình an được, tức là chưa tốt nghiệp. Khi nghĩ chúng ta vẫn còn cảm xúc xấu trào về, đấy là ta chưa tốt nghiệp đâu nhé. Và với bất kể là cái tội lỗi gì đi chăng nữa, mà chúng ta nói rằng tại chồng như này, tại chồng như kia, nên mình không thể sống được, mình phải ly hôn. Chỉ cần mình nói là tại thôi, chỉ cần mình nói là vì thôi, thì mình cũng không tốt nghiệp đâu ạ. Không tốt nghiệp. Và rồi rất nhanh thôi, ly dị ông này xong, có một ông khác đứng đợi sẵn rồi. Hao hao giống thế. Các anh chị comment cho cô Lanh là hao hao giống thế đi ạ. Sẽ có một ông khác đứng đợi ở đó, và hao hao giống thế. Và bởi vì các anh chị bực bội, khó chịu, tức giận, vẫn mang những cái cảm xúc xấu đấy với những cái hành vi đấy của chồng, chồng cũ ấy, thì cái cảm xúc xấu đấy nó thúc đẩy hành vi, nó sẽ rất nhanh biểu hiện những cái hành vi mới đấy ra cái chồng, người chồng mới thôi. Và rồi ông mới này rất là giống ông cũ, bởi vì mình chưa tốt nghiệp. Các anh chị à, vì mình chưa tốt nghiệp. Nhưng nếu mình tốt nghiệp sự bình an thì mình sẽ không gặp nữa. Còn nếu mình không tốt nghiệp thì chỉ là hình hài khác thôi. Còn mọi thứ nó vẫn thế. Gà vẫn bắt được gà mà. Gà với gà hút nhau. Vậy thì bạn phải làm gì? Bạn phải học đi. Học cái bài học này đi. Anh ấy muốn dạy cho bạn bài học gì đấy đấy. Giả sử nhé, mình chẳng quan tâm đến mình gì cả, mình chỉ quan tâm đến chồng con thôi. Bữa ăn còn cái gì thừa cứ vét vét vơ vơ, ăn hết và cho nó béo ụp ra. Miếng ngon thì chả dám ăn, cứ nhường cho chồng cho con. Ăn mía thì ăn đốt, nhường cho chồng con cái khúc nạc. Ăn dưa hấu thì ăn đít, miếng giữa thì nhường cho chồng con. Những cái nào xương sẩu thì ăn, cứ nhường cho chồng cho con. Mua quần áo cũng mua cho chồng cho con, cũng chẳng nghĩ đến mình. Cái gì tiêu cho mình cũng tiết kiệm. Mình ốm đến lúc quặt quẹo rồi mới có đi dám đi mua thuốc. Không có yêu thương bản thân, đến lúc chồng A, B, C, X, Y, Z rồi, lúc đấy mới quay lại làm đẹp và yêu thương bản thân. Thì cái việc đó của anh ấy là đang dạy cho mình bài học phải yêu chính mình nhiều hơn nữa. Nên là mọi sự kiện, mọi con người đều mang cho ta bài học mà. Mang cho ta bài học. Nhưng mà khi mà chúng ta đổ lỗi là chúng ta không có đang học đâu. Và khi mình không học thì mình vẫn học lớp 3. Vẫn học lớp 3 thì vẫn gặp bạn lớp 3. Hiểu thế thôi. Không chơi với bạn này nữa thì chơi với bạn khác, nhưng vẫn tầng 3. Vẫn tầng 3. Nhưng nếu mình học bài học từ bạn này thì mình lên tầng 4 rồi. À thế thì mình lên tầng 4 rồi, mình sẽ gặp một bạn tầng 4. Và bạn này sẽ tuyệt vời hơn bạn tầng 3. Đúng không ạ? Bạn này sẽ tuyệt vời hơn bạn tầng 3 rất nhiều luôn ý. Đó. Nên là cái dấu hiệu để mà chúng ta không chịu tốt nghiệp, đấy là đổ lỗi. Các anh chị ạ. Và test rất là nhanh. Khi mà các anh chị xem các anh chị đã buông được ai đó chưa, các anh chị đã tốt nghiệp bài học đấy chưa, các anh chị nghĩ về họ xem là mình đã bình an chưa, biết ơn chưa, bình an chưa. Thế thôi. Đấy. Vậy thì đổ lỗi là chúng ta không học đấy. Đổ lỗi là mình đẩy cái bài học đi. Đổ lỗi mình cũng đẩy luôn cả cái sức mạnh nội tại của mình đi nữa. Các anh chị ạ, chúng ta comment đi ạ. Đổ lỗi là mình cả đẩy cả cái sức mạnh nội tại của mình. Mình mạnh lắm, mình giỏi lắm, mình tuyệt vời lắm luôn ý các anh chị. Nhưng mà khi mình đổ lỗi thì mình đang đẩy luôn cả cái sức mạnh của mình đi. Khi mình đổ lỗi là mình chấp nhận mình rất là hèn yếu. Nó là như vậy đấy. Và mình không học bài học đâu. Thế thì không học bài học thì điều gì xảy ra?
thì đúng. Đúng không các anh chị? Comment đi. Không học thì đúp. Đúp nghĩa là gì? Đúp nghĩa là học lại. Đúng rồi, comment chữ đúp. Đúp thì nghĩa là học lại. Học lại nghĩa là lại học lại lớp 3, lại gặp lại con người đấy, tình huống đấy, sự kiện đấy, nhưng mà dưới một hình thức khác. Bạn này đúng không? Bị lừa 1 tỷ. Bị một người, đây, hố xanh, lừa 1 tỷ. Sau bắt đầu làm gì? Chửi bới, đổ lỗi. Chửi. Nào, nếu các anh chị bị lừa 1 tỷ, các anh chị có chửi không? Có đổ lỗi không? Đúng không? Chửi bới, đổ lỗi. Thì rất nhanh thôi, lại tiếp tục học lại, gặp một người khác. Chỉ là hình hài khác thôi, nhưng vẫn tiếp tục lừa 1 tỷ. Cho đến khi mình phải tốt nghiệp cái con người này và tình huống này. Và bây giờ chính là cách để tốt nghiệp đây các anh chị. Muốn tốt nghiệp được thì làm như thế nào? Muốn tốt nghiệp được, biết ơn họ. Sư phụ và Tôn Ngộ Không phải biết ơn như bọn yêu quái quá đi chứ. Biết ơn các sư phụ quá đi chứ. Đã mang đến cho mình những trải nghiệm rất là tuyệt vời, mặc dù sắp bị ăn thịt rồi, nhưng mà đã mang đến cho mình trải nghiệm là phải biết yêu thương mình hơn, biết tin tưởng trò của mình hơn, đúng không ạ? Còn chưa bắt giới, học được bài học là đừng có mê gái nữa. Biết ơn họ vì họ đã mang đến bài học cho cuộc đời mình. Biết ơn họ vì họ đã đóng vai ác trong cuộc đời của ta. Họ đóng vai ác trong cuộc đời của ta. Các anh chị ạ, họ rất tích cực đóng vai đấy. Và chịu trách nhiệm 100%. Đây chính là lúc chúng ta học được bài học đấy, các anh chị ạ. Hãy comment đi ạ. Chịu trách nhiệm 100%. Và chỉ cần chúng ta biết ơn họ thì ta đã lĩnh hội được bài học đấy rồi. Chưa cần biết ta học được bài học gì nhé. Và trí tuệ của ta sẽ tỏa sáng, các anh chị ạ. Khi trí tuệ của ta tỏa sáng thì phương pháp nó mới đi ra. Và lúc này nó sẽ trồi ra cái phương pháp để ta giải quyết vấn đề này, ta giải quyết sự kiện này. Các anh chị, khi ta chịu trách nhiệm thì phương pháp sẽ đi ra, pháp nó sẽ ra. Khi có tuệ thì pháp nó ra. Từ tuệ mới sinh ra pháp. Thì pháp nó ra. Nên bất cứ một điều gì đó xảy ra trong cuộc đời các anh chị, chưa cần biết ta phải giải quyết như thế nào, nhưng cứ chịu trách nhiệm về mình đi thì phương pháp nó đi ra. Và đấy chính là lúc ta tốt nghiệp bài học. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký, ấn vào hình quả chuông, chọn tất cả để mỗi khi cô Lanh phát video, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được.